Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. Trời ơi, món hàng mình đặt rồi mà sao nó chưa về nữa ta? Lâu dữ. Oh, shipper. Oh, shipper gì màu vàng vậy? Anh nha, có phải anh là người đang đặt một thùng một cái máy bán hàng tự động bán vô mốt đúng không vậy? Đúng rồi. Dạo này biết tại sao không? Dạo này vô mốt đây hot lắm. Nên vậy hết, tôi định mua cái đó để gọi là bán hàng á. Chủ vô mốt bây rồi, giờ. Gần đây tôi thấy cái làng này nhiều người thích lắm. Oh, ok, để tôi đặt vô cho anh. Tôi là shipper đến từ Sinh Tố và rất vui khi đã được anh sử dụng dịch vụ nha. Máy đẹp nha chú. Đúng rồi. Được. Trả tiền tôi đi. Trả online rồi. À, tôi quên. Vậy cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ. Trời ơi. Về đi. Ok. Trời ơi. Rồi, đây nè các bạn. Một cái máy bán hàng vô mơ. Trời ơi. Với chiếc máy này mình, những người trong làng sẽ bắt đầu có sữa vô mốt uống thôi các bạn ơi. Ôi. Nha ơi, đi coi phim đây. Hôm qua hứa với tôi rồi. Ừ nè, hãy đi coi phim nè. Sữa vô mốt hả? Đúng rồi, tôi mới mua máy bán sữa vô mốt. Ơ, nhưng mà hiện tại nó chưa có sữa trong này đâu. Tại vì tôi chưa có bỏ vô. Nè, sữa vô mốt nè. Đó, 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 đem qua. Ủa, chưa coi phim mà uống sữa vô mốt là hết bài rồi. Không còn gì để nói nữa. Go, go, go. Lên. Ôi, tivi bự hơn đi. Trời, tivi này bé quá, coi không vô. Đủ. Cho tiền đi. Coi ra được rồi mày. Mày hay quá. Coi coi lựa phim gì ta. Spider-Man. Có thông báo gì kìa nha ơi. Ủa đâu? Ủa, cái gì vậy? Coi thử coi. Và chào mừng các bạn đã đến với bản tin quảng cáo. Hiện tại thì chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một chuyến du lịch đến một hòn đảo vô cùng xinh đẹp, nơi mà có rất nhiều thứ để mà chúng ta có thể giải trí như là biển, và chúng ta có thể có những món ăn rất là ngon và đặc sản như là nước dừa. Rồi ở đó còn có khung cảnh đẹp và những con người rất là thân thiện nữa. Và nếu các bạn thích thì các bạn hãy đừng quên liên hệ thông tin ở dưới để có thể đi vào chuyến du lịch đó nha. Cảm ơn các bạn đã xem quảng cáo. Why? Muốn đi quá à đi. Đi đâu? Đi biển hả? Luôn. Ôi, được á. Chuyến đi biển này mà đem heo vô mốt đi. Vậy bây giờ tụi mình đi luôn không? Đi không? Ờ, đi chứ, tôi chuẩn bị đồ đi, tôi lên đặt 3 vé cho tụi mình đi luôn. Ok. Đi biển đi em ơi, uống sữa vô mốt đi coi. Được rồi, đi mới được. Mình đang ở đâu vậy nè? Ây da. Mọi người, nơi nào đây? Vậy là máy bay đã rơi rồi sao? Mọi người đã hết rồi. Chúng ơi, người bị thương hết rồi nè. Bây giờ mình phải đi đâu? Tại sao trong một cánh rừng gì vậy nè? Không còn ai hết. Đây là gì vậy? Một ngôi nhà. Mình phải vào bên trong này thôi. Một ngôi nhà mà sao mạng nhện gì thế này? Nơi này vẫn còn mới. Nơi này cũng có người uống vô mốt nữa sao? Nhưng mà tủ lạnh không còn gì hết. Những cái tủ này không còn bất cứ cái gì hết mấy bạn ơi. Huy, Jimmy, nó đi chung với mình mà. Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Một ngôi nhà. Hey, lên lầu mới được. Có giường ngủ nè, này có đầy đủ hết. Nhưng mà tại sao không có Jimmy với đây Huy núp vậy? Có chuyện gì xảy ra vậy? Ngôi nhà này không có thứ gì trong đây cả. Thế giới này cũng chả có một ai nữa. Tại sao lại có nhà bỏ hoang ở nơi này ta? Một cây rìu và sữa vô mốt. Tại sao lại có những có đồ ăn? Ôi, ít nhất là có đồ ăn với lại sữa ở đây rồi. Mình có thể uống và tạm thời chắc là mình ở đây đi. Mình cũng chả biết thế giới này là thế giới gì nữa. Hôm nay là một ngày mệt quá mà. Mình chắc phải nghỉ ngơi đã. Lên ngủ và nghỉ ngơi thôi mới được. Ah.
tiếng gì mà ồn vậy? Chuyện gì mà ồn dữ vậy ta? Rồi, trời tối rồi, chuyện gì vậy? Ôi, cái đây là zombie mà. Cái gì vậy? Có chuyện gì vậy? Zombie. Vậy đây chính là thế giới zombie. Mày, thành phố này chính là thành phố. Cái nơi này chính là cái nơi mà đã... Đừng nói với tôi là mọi thứ ở đây đã bị zombie bao phủ hết rồi nha. Mày, đây chính là một cái thế giới mà ở đây chỉ có toàn là zombie. Bây giờ mình phải xử hết đám zombie rồi mới được. Mày nè. Oh my god. Phải đi ra đường sau, mình phải tìm cách mới được. Mình biết cách rồi. Mình sẽ dụ nó ra đường sau. Ra đây nào, ra lên. Mày nè. Mình ở đây nó sẽ không đánh được mình. Mày, thôi nhiều quá vậy. Thế đi. Mày nè. Ở đây rất là nhiều zombie luôn các bạn ơi. Ôi, bất giỡn. Mày nhảy hay mày định cắn tao hả con? Nơi này quá là nhiều zombie. Nguy hiểm quá. Mình phải vô. Sáng. Ôi, tạm thời hết rồi đó. Dán ngủ đi. Sáng hôm sau mình sẽ chuẩn bị cho cuộc mới thôi. Mình phải xây dựng lại cái nơi này thôi. Nếu không mình cứ ở đây vậy thì nó không ổn đâu. Không biết mọi người có sao không nữa. Nguy hiểm quá trời luôn. Trời cũng đã mưa rồi. Xuống thôi. Trời cũng mưa từ tối đêm qua cho tới bây giờ rồi đó. Làm cách nào mà mình có thể đi tìm handle đây? Hết mưa rồi. Được rồi. Bây giờ thì mình phải bắt tay vô xây hàng rào cho nơi này thôi. Phải lấy hết gỗ nơi này mới được. Nhanh lên. Mình hiểu rồi. Bây giờ để lên máy bay thử coi có còn gì không. Thì uống một tí sữa vô mod cái đã. Thì chỉ còn 3 hộp sữa vô mod thôi. Những cái kẽm này cũng có thể giúp ích được cho mình á. Rồi lấy về đi. Được á. Hợp lý. Được rồi. Về lại nhà thôi. Hình như nơi này cũng còn khá là rộng. Cả một thế giới gì á. Mình sau khi xây xong hàng rào mình sẽ đi tìm hiểu thêm mới được. Nhưng mà tạm thời là về lại nhà đi. Nếu kiểu này mà không có thức ăn thì càng ngày là mình không sống được qua đây luôn á. Được rồi. Đây à, để mình chế tạo thêm một xíu đồ hàng rào đã. Hàng rào bằng kẽm với dạy gỗ kết hợp lại với nhau. Mình đã dọn xung quanh ngôi chỗ này rồi. Bây giờ mình sẽ xây cái hàng rào ra nữa. Zombie nó vô một phát là thôi xong đó. Giống như tối hôm qua là không ổn đâu. Mình sẽ cố gắng đi tìm hết tất cả. Tìm hiểu để cứu lại những người bạn của mình và thoát khỏi nơi này. Mấy người bạn của mình bây giờ đang làm gì nữa đây nè. Mình phải vẽ cái đường viền xung quanh nó trước đã. Sau đó thì mình sẽ xây cao nó lên. Đây, xây. Tạm thời là xây xong hết rồi. Nhưng mà đồ ăn thì không còn nữa. Mình phải đi tìm thêm đồ ăn với lại coi có còn nguyên liệu gì để có thể nâng cấp được nơi này nữa không. Đi thôi mới được. Nơi này bây giờ tạm thời là như vậy đi. Mình phải lấy thêm gỗ để có thể chặn lại ngôi nhà đã. Rồi mà mới an tâm đi được. Đi tìm thêm lương thực và những dụng cụ gì khác nữa. Đi. Tại sao nơi này toàn là rừng rú không vậy nè. Không biết còn nơi nào ở đây không nữa. Một thành phố. Mình vào được tới thành phố rồi đây nè. Wow. Nơi này mọi thứ đều bị bỏ hoang hết rồi. Lửa nữa nè. Thằng kia có cả poster vô mod. Nhìn mà thèm quá nhưng mà không còn sữa để uống à. Con biết nơi này còn sữa cho mốt để uống không nữa. Hay là thế giới này chỉ còn một mình thôi nữa. Zombie kìa. Mày nè. Ui, mình không thể để cho nó cắn mình chết mình được. Nếu không thì nó mình sẽ biến thành zombie luôn á. Mày nè. Ôi, zombie nhiều quá. Mấy con zombie này không sợ ánh sáng luôn hả? Mà nhiều zombie quá vậy nè. Trời ơi, nơi nào có sữa cho mốt uống. Ây da. Ôi, con skeleton nữa. Mày bắn được tao không? Mày hả mày? Ôi, chưa, có ai đây không? Ôi, thành phố gì mà bị bỏ hoang vậy nè? Oh my god, em thấy zombie đâu vậy? Mày, ơi, mày hả mày? Ui, ở đây có hàng rào nè, mình có thể lấy hàng rào này được nè mấy bạn. Ui, già đói rồi, hàng rào này sẽ giúp mình làm nhà. Ôi, có tiếng động. Ôi, tôi người. Ui, anh bạn cũng là người. Cũng là con người hả? Đúng rồi. Trời ơi, vô đây nhanh lên. Tôi sợ bọn zombie muốn chết vậy đó. Vô đường nào bây giờ? Lẹ. Oh my god.
Đường này, đường này. Sao mà cậu bị thương nhiều quá vậy? Khó chuyện khó nói lắm. Nhưng thôi. Ồ, nguyên một cái hang động của cậu luôn hả? Đúng rồi. Ui, tôi có sửa vô bot để chống tránh bọn dân đi. Có sửa vô bot. Uống đây. Để tôi lại. Ui, có sửa vô bot uống rồi. Yeah. Ừ, cậu đói lắm không? Tôi không có nhiều đồ ăn cho lắm. Nè, tôi còn 8 miếng thịt chia cậu đó. Ồ, cảm ơn nha. Nào nói tôi. Thôi thôi, tôi có nhiều lắm, cậu giữ đi. Giữ thêm đi, tôi cũng có mười mấy miếng lận. Ủa, nhưng mà có chuyện gì tại sao cậu có còn một mình cậu ở đây vậy? Rồi, ngồi ghế đi, tôi kể cho cậu nghe nè. Ok. Thật ra, ngày xưa, nơi đây rất là bình yên luôn, vui vẻ nữa. Mọi người yêu thương lẫn nhau. Bỗng nhiên một ngày, xuất hiện một dịch bệnh lạ, biến mọi người trở thành zombie đó. Cái gì mà căng thẳng bọn vậy nè? Bọn nó hung tàn, mọi vết cắn của chúng có thể biến người sống thành zombie. Ui dồi. Ủa? Thế là một vậy ngày... Cho tôi hỏi là bạn tên gì vậy? Xin tự giới thiệu, tôi tên là Jomot. Đâu cho tên Jomot luôn. Rồi. Tôi tên là Hi Ha. Còn lý do tại sao tôi ở đây? Đúng ra tôi không phải là người ở đây. Còn không phải sống ở đây hả? Đúng cậu rồi. Là khách du lịch hả? Không đúng nữa, tôi cũng chả biết. Tại vì tôi đang có một chuyến đi du lịch với bạn bè đi ra biển chơi. Nhưng mà không hiểu tại sao nó lại xuyên không qua thế giới này. Và máy bay của tôi đã lọt xuống. Bạn bè của tôi thì mất hết rồi. Mất ở đây có nghĩa là mất liên lạc á. Không còn thấy bạn bè tôi ở đâu hết. Vậy là cậu đến từ một thế giới khác luôn hả? Tôi không rõ nữa. Bây giờ nhiệm vụ của tôi, bây giờ tôi muốn làm nhiều nhất, đó chính là đi tìm là những người bạn và thoát khỏi thế giới này. Đúng rồi, ở đây rất là nguy hiểm, tôi cũng muốn thoát khỏi thế giới này nữa. Hay là tụi mình hợp tác với nhau đi, người trời anh ơi. Em à. Cái mũ của cậu bị gì vậy Jomot? Mỗi lần cậu ngồi xuống cái là nó bị sập xuống cái mặt luôn ha. Cái mũ cậu bị rộng ha. Đúng rồi, nó hơi rộng, tại vì cái đầu tôi bị teo lại xíu. Ôi, bây giờ... Ôi, ôi, Jomot, Jomot, Jomot. Cái gì vậy? Không ai biết anh lũng nhà hồi nào vậy? Nơi này không còn an toàn nữa rồi Jomot. Đi mới được. Trời ơi, nhà của tôi. Ôi. Mở thử Jomot ơi. Đừng để bọn chúng giết được, bọn chúng giết được là chúng ta coi như biến thành zombie đúng không? Đúng rồi, đừng để bọn chúng cắn nha. Hiểu cách nào để chúng ta ra ngoài được không Jomot? Ôi từ từ, ăn thịt vô Jomot, cho nó hồi máu. Bên ngoài quá nhiều zombie. Để uống miếng Jomot cái đã. Phải zombie nè, zombie. Rồi Jomot ơi, đi thôi, tôi có một căn cứ. Ông có nhà luôn hả? Đúng rồi, ơi, tao không đem sữa Jomot theo. Tôi chết rồi. Ơi, nhưng mà zombie trong đó nhiều quá à. Nhanh đi vô mốt, uống thêm sữa vô mốt đã. Tôi còn có 5 hộp sữa nè. Tôi còn nhiều lắm. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Bây giờ chúng ta kết thân với nhau đi. Chúng ta sẽ ở chung. Ok chứ. Ok vậy đi. Chúng ta sẽ ở chung với nhau. Ở đây nếu mà càng thêm người thì chúng ta càng tốt thêm á. Đúng rồi, hình hên là có ông với ông ơi. Tôi chứ bị thành cho ba. Ôi. Ôi. Chết đi. Chết đi. Ê, con ơi. Sao kìa. Ê. Ê, uống tôi vô mốt. À, tôi hết máu, con sắp hết. Ê, nè, uống sữa vô mốt đi, hồi phục. Đó, uống sữa vô mốt đi, hồi phục đi. Okay. Tôi xử bọn zombie này cho. Trời ơi, vô số luôn. Ông tới đây một cái thành phố mà toàn zombie không? Người thì biến thành zombie, ông nghĩ bao nhiêu con zombie? Trời ơi. Đi thôi, chúng ta phải rời khỏi nơi này đi cho mốt ơi. Phương này, vào trong rừng. Tại vì trong rừng nó sẽ ít zombie, với lại nơi đó căn nhà của tôi mới xây cho nó bảo vệ an toàn hơn á. Lên, nhanh lên. Nhà ông trong đây hả? Lên đi, lại đây nè, tôi sẽ cho ông coi. Đây chính là chiếc máy bay mà tôi đã ở trên đó và lọt xuống nè. Đây nè. À nó cũng có zombie nữa kìa. Mày nè. Đi thôi Jomot, hướng này Jomot, vào trong, vào trong, vào trong. Cái căn cứ của ông xịn quá vậy. Đây 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 đây, chui vô, chui vô. Căn cứ của ông xịn quá à, vậy là zombie không vô được rồi. Đúng rồi, tạm thời không vô được. Nhưng mà tôi sợ một ngày nào đó nó phá hàng rào để vô luôn á. Bọn zombie này, nhưng mà nếu mà chúng ta cứ ở đây thì chúng ta sẽ không có đồ ăn, ông hiểu không? Đúng rồi. Ai da, phải tìm trời bạn ơi. Ủa sao nó vô đây? Skeleton vô đây được vậy? Trời ơi, chỗ đây xịn quá. Nơi này bây giờ nguy hiểm thiệt. Ê, qua ngày mới rồi, sao ở vậy mất? Ở ngoài á, hàng rào nó bị bể hết trơn rồi nè, nhìn đi. Trời, cái gì nữa vậy? Hàng rào bị bể với á. Với lại á, đúng rồi, với lại trong kho không còn thức ăn nữa, chỉ còn sữa thôi. Tôi chỉ à. Còn đúng một... Không lẽ... Một miếng thịt luôn nè. Không lẽ mình uống sữa chừng cơm hả? Ôi, da dọn tụi nó đi vô mất ơi, nhiều quá vậy. Ui, vô mất, vô nhà, vô nhà. Oh my god. Cẩn thận vô mất. Đau quá. Đi ra đây đánh tụi nó nè cho mất ơi. Mình tụi mình dụ nó qua đây nè. Ông canh hướng bên kia nha, tụi bên này. Đi nhau đánh. Ok. Ơi nhưng mà có cách, chúng ta cần nâng cấp hàng rào sắt bằng cách nào? Tôi nghĩ là phải đi vào thành phố thêm một lần nữa. Tuy là nơi đó nguy hiểm nhưng mà
Ok. Cái đó nguy hiểm nhưng mà có nhiều nguyên liệu để chúng ta làm hàng rào sắt lắm. Ôi, vô mốt, tao gặp cái này. Nhát ơi. Vô mốt. Nhát. Thôi nha, thôi nha. Không ổn thiệt rồi, vô mốt à. Chúng ta phải cần đúng là cần đi tìm đồ ăn thiệt luôn rồi đó. Thôi đi vô mốt ơi. Ừ. Ok. Ây da, trời ơi, mấy con này lùng nó coi vô được nè. Ủa tôi. Đi thôi vô mốt. Đi thôi. Bạn thôi vô mốt ơi. Hay zombie nhiều quá à. Đằng sau kìa, chạy thôi. Chạy đi, tôi hỗ trợ cho. Ui. Nhiều zombie vậy. Đi. Hi ha. Trong cái thành phố này á, có một nơi chứa súng. Nếu mà được á thì tôi thấy là nên đi tìm nó đi. Ê, chị cũng được á. Đi. Vậy chúng ta đi tìm súng đi. Đi thôi. Đi. Cũng ở đây nào. Ở bên này nè. Ok. Đi thẳng đi. Ui, zombie kìa. Đây. Gần đây có tiệm tạp hóa nè. Chắc chắn trong đó sẽ có đồ ăn á. Ok, tôi sẽ đi theo ông. Nơi này ông sẽ rõ hơn tôi chứ tôi không có biết. Nên ông cứ đi đâu thì tôi sẽ đi theo đó. Ông dẫn đường đi. Nè, chỗ này nè. Ui, trong đó cẩn thận nha. Zombie kìa. Ê, được rồi. Ôi. Ông đó, ok đó. Rồi, trong tìm đồ đi. Ui, này có sửa vô mốt nhiều lắm nè. Có cái rương gì nè. Từ từ. Ui, lũ đạn, thành phố này đa phần bị chiếm hữu hết rồi. Ui, có cái radio kìa, lấy đi vô mốt. Nơi này hình như không còn gì nữa hết vô mốt ơi. Chúng ta lấy hết cái này. Từ từ. Trời ơi, uống sữa vô mốt vô để nạp năng lượng đi. Giờ chúng ta sẽ làm Xích hợp. Trời ơi. Được rồi. Okay. Nạp năng lượng vô. Nạp năng lượng vô. Đúng là cảm giác thiệt là vô mốt đó. Thôi được rồi. Đã hết xác ở đây đi. Đã hết xác ở đây chúng ta đem về là đẹp luôn rồi đó. Vô mốt rồi. Lấy hết. Ok, đi. Ui, sao ở đây có nhiều voi vậy? Sắp hết đạn luôn rồi. Cái rương gì đây? U, có bản đồ nè, vô mốt. Bản đồ thì ông giữ okay. Đi tại vì tôi không biết cái gì hết, ông hiểu không? Ok, mấy cái bản đồ này chắc tôi biết nè. Được rồi. Tạm thời thì về nhà đi. Tôi thấy ổn định rồi đó. Về nhà mình chuẩn bị lại cái ngôi nhà của mình rồi mình đi tiếp. Trời cũng gần tối rồi đó hi ha. Đi. Về nhà. Ê, vô mốt ơi. Chỗ này ông còn hàng rào không? Còn một cái. Một cái thôi nè. Hả? Ta cần xây ngay cái sắc, chỗ này nè để cho nó cao lên cái rồi. Chắc là tôi đi tạo thêm sắt quá. Đợi chút nha. Ui ôi, hàng rào này sao xây đây? Những cái hàng rào của mình bây giờ nó được kiên cố bằng sắt hết rồi. Mọi thứ ở đây đều ổn hơn. Ê, radio ông đặt vô chưa? Radio tôi đang cầm nè. Đi vô nhà đặt. Đặt lên bàn đi. Biết đâu chúng ta dò được thông tin gì á. Chưa có thông tin gì hết. Chỉnh thử coi. Qua từng đài cũng chả có thông tin gì hết. Thôi, ra kiểm tra thêm coi mọi thứ ổn định hơn chưa. Sắp tới chuẩn bị có một đợt zombie vô thì chúng ta sẽ biết được liệu zombie nó có thể phá được cái hàng rào của chúng ta hay không. Ê, làm xong rồi, uống vô mốt thêm thôi. Nạp năng lượng vô. Đúng. Nạp năng lượng vô. Đúng là một cảm giác thật là vô mốt quá đi mà. Ê, nhưng mà nơi này vẫn còn hơi tối đó vô mốt ơi. Lần sau chúng ta phải cần đi tìm thêm những cái gọi là đèn đuốc rồi á. Để chúng ta làm sáng rồi, cái nơi này rồi. Của mình. Ủa. Zombie xuất hiện rồi kìa. Ui. Một con zombie cảnh tới sát. Tới giờ rồi đó. Tới giờ rồi. Ui. Thử thôi. Ê, hình như bọn chúng không có vô hàng rào của chúng ta được kìa. Ui. Tiện lợi quá nè. Mày hả mày ơi. Nhưng mà cái lúc mà chúng ta đi vô chúng ta cẩn thận coi chừng bọn chúng đi vô được nha. Tôi nghĩ là tụi mình dọn hết giấm zombie này rồi đi ngủ được rồi đó. Ngày hôm nay là quá dài bọn mình rồi. Ở đây bây giờ xuất hiện zombie hơn rồi kìa. Gia sử hết bọn chúng đi. Không thôi. Ngày mai nó lại làm hàng rào chúng ta nữa. Bọn zombie này. Nơi này mà nhiều zombie dữ vậy. Ui, zombie này bị cục tay rồi nữa. Ghê quá, hỏi vô trong đi. Ôi. Bị bớt rồi đó thì ha. Mày lọt vô đây được vậy? Đường nào mày lọt vô đây vậy? Ôi, chuột. Ôi, con chuột kìa. Trời ơi, con chuột nội ơi. Trời ơi, sao thế giới này ghê quá vô mất. Thôi đi ngủ đi. Yeah. Trời quá rồi. Đi ngủ. Ở trên đây có hai cái giường luôn á. Thôi, ngủ đi. Ngủ ngon nha, bye bye. Ok. Đúng là một đêm thật là ngon nhất quá đi. Để coi hôm nay mình có tin tức gì mới không. Ê, cái tần số này có sống quá nè. Alo, có ai nghe tôi không? Có ai nhận được thông tin của những gì tôi nói không? Alo. Có, tôi nè. Alo, có nghe không? Là ai ở đầu dây bên đó vậy? Tôi nè, tôi là con người, không phải zombie đâu. Bạn đợi tôi xíu nha. Ở bên đây tới hai người lận. Alo, đợi tôi xíu nha. Hi ha. Để dọn hết cái đống rêu này mới được. Hi ha. Ui, cái gì vậy mốt? Bắt được tín hiệu rồi. Có người đầu dây bên kia nói chuyện á. Nhanh lên. Đâu, nhanh lên. Alo, bạn gì ơi? Còn thông tin không? Alo. Có ai đầu dây không? Ai đâu? Chết rồi, bị mất liên lạc rồi. Ừ. Ôi.
Thôi chỉnh lại tần số đó thử coi. Ao da vô lại thử. Không được, không có tần số hồi nãy. Ê, vậy là ngồi đợi đi vô mốt. Trời ơi, sao hồi nãy giờ không bắt được tín hiệu vậy, lâu quá rồi. Để tôi chỉnh lại một cái coi. Hả, hình như là tần số này nè. Alo, anh bạn ngồi đợi đâu rồi? Alo, tôi nè. Alo. Alo. Tôi ở đây có hai người. Alo, bạn gì ơi, nghe không? Tôi nghe đây, nghe. Bạn là người còn sống không? Tôi còn sống, ở chỗ này chỉ có một mình tôi thôi à. Rồi, bạn có cần viện trợ hay gì không? Chỗ của mọi người ở đâu tôi có thể đến được không? Bên bạn ổn không? Alo. Bạn tên gì? Tôi tên là Jimmy. Hả? Jimmy hả? Ê, bạn của tôi. Ê, Jimmy, hi ha nè. Ủa, bạn ông hi ha hả? Ông có thể tới đây được không? Lũ Jimmy đang tràn vô rất là đông. Nó đang ở bên dưới, tôi đang ở phía trên. Tôi không thể nào thấy ra chỗ này được. Hả? Là sao? Là cái chỗ của bà đang có rất nhiều zombie hả? Chết cô. Rất là nhiều zombie luôn. Bà có thể cầm cự được trong vòng bao lâu? Tôi sẽ cố cầm cự lâu nhất có thể. Mọi người tới nhanh nha. Được rồi. Ôi chị, đúng rồi ơi. Như vậy là gấp lắm rồi. Alo zombie ơi, còn ở đó không? Con. Ôi, địa chỉ của bà là đang ở đâu zombie? Tôi đang ở một cái trạm phát sóng. Trạm phát sóng hả? Không biết ông zombie. Có bản đồ này hả? Thôi được rồi. Tụi tôi có bản đồ rồi. Tụi tôi sẽ đến chỗ bà ngay. Chị nha zombie. Cố gắng lên. Lũ zombie, cố lên nha. Ê, cố gắng nha zombie. Ê, rồi vô mốt rồi. Đó chính là bạn của tôi. Chúng ta phải cần tới đó gấp. Mừng quá, cuối cùng tìm được bạn của ông rồi. Nhanh lên thôi. Còn một người nữa. Nhưng mà không sao, tìm được người nào thì tốt người đó. Thôi, nhanh lên nào vô mốt. Đi. Nhanh lên. Nhanh lên nào vô mốt. Chúng ta phải cần đi nhanh nè.